của Pháp. Ba mùa hạnh phúc dựa trên Kinh Thánh kể về câu chuyện ba vua đi tìm Chúa Hài Đồng, được viết từ thế kỷ thứ 13. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, không phải ở Pháp, không ở Do Thái, mà ngay tại giáo đường San Elizabeth. Có ba vua Alexe, Đạt Tăng và Trong Bùi đang khao khát đi tìm Chúa. Xin mời quý vị cộng đoàn thưởng thức nhạc phẩm Hoàn Cảnh Ba Vua Hạnh Phúc, được trình diễn bởi ba vua giáo xứ San Elizabeth.
Merry Christmas.